xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Và ngày hôm nay là một ngày khá là đẹp trời các bạn, đầy nắng và gió. Anh Phú nói hay lắm đó. Bầu trời ơi, sắp mưa luôn rồi đó anh Phú. Chưa mưa, chưa tính. Sắp tới mưa rồi, chưa mưa đâu. Đúng rồi. Ngày hôm nay có rất nhiều chủ đề để cho mấy anh em mình quay cho các bạn cùng xem. Chẳng hạn như là thử thách 24 giờ nè. Đó, nấu ăn cũng được nè. Đó, trốn tìm cũng được luôn. Rồi sinh tồn cũng được luôn. Quá nhiều chủ đề để quay các bạn. Nhưng mà không biết mấy em ở đây thích chủ đề nào. Em có ý kiến nè anh Phú. Nói. Hay là mình đi sinh tồn đi anh Phú. Sinh tồn hả? Ừ. Lâu rồi mấy anh em mình chưa có ra đồng bắt chuột á. Thèm thịt chuột rồi hả? Ừ, nướng là. Ủa thượng quá, thèm thịt chuột rồi anh Phú. Mà mày làm vậy cũng không nên quà. Sao không nên mày? Ngái dù gì cũng là con gái mà mày. Thằng Đặng nói chuẩn đó. Thấy không, ta nói chuẩn không? Chuẩn. Ta thấy không có được đâu quà. Dù gì người ta là con gái, ba chìm bị nổi chín lên đên. Trời ơi, ghẻ nay văn chương với ta có chín lên đên luôn hả ghẻ? Chứ sao? Sao, thấy tao đó đúng không? Đúng. Tính ra Đặng với thằng ghẻ cũng hiểu chuyện như ha. Mình thấy cũng hợp lý đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Trai gái bây giờ thời đại bình đẳng đó đúng không? Dạ. Thôi thì mình cứ làm sinh tồn theo ý hòa thượng đi. Sinh tồn. Ngay bây giờ đi luôn nha các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa. Đi thôi. Let's go. Đi nãy giờ thì mấy anh em mình cuối cùng cũng đã tìm được cánh đồng chuẩn bị gặt nha các bạn. Đây. Thể theo yêu cầu của các bạn thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ ra đồng săn bắt chuột và sinh tồn hết một ngày hôm nay. Ê Thành. Gì mày? Ngồi đây giống như cờ hó chờ xương vậy đó. Cờ hó chờ xương hồi nào? Cái này gọi là mèo bắt chuột. Mình là con mèo, mình đang đợi con chuột ra để mình bắt, hiểu không? Máy bắt đầu cắt rồi nha các bạn, chuẩn bị dí chuột thôi. Cắt chuột gì cầm cây nhỏ với mày. Đại cây nhỏ ba đi. Mấy anh em mình mới đi 2 vòng đầu rồi nha các bạn. Cũng khá nhiều, 6-7 con gì đó các bạn. Bây giờ mấy anh em mình đợi khi nào mà lúa gom cù lại một phần nào đó, bắt đầu mấy anh em mình sẽ quay cù lại. Và sau đó sẽ bắt chuột dồn đó các bạn. Đập đầu ra. Quay, quay. Quay, quay. Được không, được không? Rồi, rồi. Một xíu nữa, cái quần tao tưởng là cái hang chui vô rồi. Thành đi đập chuột chứ các bạn. A few moments later. Ủa ai bắt được chuột vậy? Dạ em bắt được một con chuột anh Phúc. Còn con kia quay? Của thật. Hay gì ta? Mang bỏ vô bao. Phúc. Sao? Em bắt được con cò nè. Trời ơi, sao bắt được hay vậy? Ê, nó mổ, còn sống mà.
Em thấy nó chạy ra cái em chụp nó luôn anh Phú. Tưởng nó con chuột không à. Hay vậy. Nãy giờ mấy anh em mình giết theo máy cũng khá là mệt, nhưng bắt rất nhiều chuột nha các bạn. Hang bay mệt không? Ngồi trên đó mà mệt hả? Đây, chụp lại, chụp ra. Đâu rồi? Đây nè. Chuột nó chạy nữa. Trời ơi ghê vậy. Ê chào bá luôn. Đâu? Lão. Hay quá bạn ơi. Nãy giờ mình có bắt được con chuột nào không kìa? Trời, khinh thường cái mày, nãy giờ bắt được một con rồi đó. Đúng rồi, nhờ cái máy gặt đập liên hợp đó, nó cán chết con chuột đó thì bắt được đó. Ta phải không hỏi chẳng ta thấy mà. Anh nói gì vậy? Em đang ngủ chút mà. Mày gì là bắt thua con ái rồi, con ái là bắt được con ếch với con chuột này mày. Vậy anh bắt được mấy con hả? Ồ, ui nãy giờ tao đi theo chơi thấy tao bắt được con nào đâu. Đây là tao mày chọc ái nè. Chọc cái gì? Tao mày nói đây có chuột cho lại tìm chơi. Ờ. Chuột. Chạy đó ơi. Ôi, chuột. 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 Ê vậy nó cũng tin nữa kìa mày. Ok. Mẹ tao mày. Thấy đồng đội té không đỡ luôn trời. Đây các bạn, anh Thành nhá chúng ta đã mượn được một chiếc máy gặt liên hợp. Đây tao đang lái nha các bạn. Còn cái cù lúa cuối nha các bạn. Nhà Thành nhái thì các mấy em mình bắt nha các bạn. Nãy giờ mình lấy cái máy cắt giùm cho ông anh nha các bạn. Sao lấy máy cắt đã không Thành? Có đâu anh Thành, bình thường người ta mệt là em lên lấy giùm mà. Máy của ông anh em mà. Công nhận Thành nhái lấy máy cắt chuyên nghiệp thiệt chứ. Nó thấy bò là nó bương luôn à, chứ nó không quan tâm. Đậu phụ của em này nè đã, có chuột nè. Cái bao chuột đâu mày? Chết cha, tao đã quên đẳng rồi. Lại lấy đi mày. Trời ơi, thiệt sợ lắm nghe các bạn. Giao cái gì cho nó là nó quên cái đó luôn à. Sao đứa đó bùng chưa? Rồi. Khá đói đó anh Phú. Trời, từ sáng tới chiều mà sao đó anh Phú. Rồi, đói đi nướng chuột anh ha. Ê. Bao chuột đâu? Chết, em đi quên đẳng nữa rồi. Trời ơi trời, quay hay luôn á. Chạy đây lấy này không? Để không hả? Trời ơi. Nhớ nhớ nó bỏ qua lên máy cắt cái gì á. Cũng khá là nhiều chuột nha các bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ đếm thôi thành tích của mấy anh em mình ngày hôm nay được bao nhiêu con. Nè chuẩn bị nè. Ôi con gì vậy? Ôi con cọ. Bắt luôn à. Ây da. Riêng con này mấy anh em mình sẽ mang về nuôi nha các bạn. Đây để tao nuôi giùm cho. Mày nuôi trong bụng mày á. Giờ bắt đầu đếm nha các bạn. Một con nè. Một. Thấy cơm hết đi rồi. Hai ba. Chuột mập không luôn nha các bạn. 4 5 6. Đây con ếch bự nữa nè. Được 2 con ếch nha các bạn, 2 con ếch bự luôn. Đây cầm nha, đây cầm. Con ếch nữa, 3 con luôn. Con ếch nữa. 3 con ếch nha các bạn. Tổng cộng là được 15 con chuột nè, 3 con ếch với lại 1 con cò. Giờ mình sẽ chẻ cái ve này ra làm đôi để kẹp chuột nướng nha các bạn. Lâu lâu ra đồng giết chuột vui hả anh Thành? Vui sao không vui mày? Vui tới mức độ mà tao không bắt được con nào luôn á. Tao là tao thấy không vui đó, chuột nó quất tao một cái luôn nè. Thêm nó cũng ghi tên tao lên tay tao luôn nè. Tại anh Thành nhìn đẳng dở á. Tao chụp chuột chụp đuôi với ai chụp đầu à. Ê, tính ra là chụp đuôi chuột luôn anh Thành.
Trời ơi, nước này mày còn binh nó được nữa hả Đặng? Binh đâu, ý là tao nói chụp đúng á. Chuột là phải chụp đầu chứ sao chụp đuôi. Ủa đúng không ai? Ờ đúng rồi, em lộn. Chuột chụp đầu chứ không phải chụp đuôi nha các bạn. Chụp đuôi là quay lại nó cắn á. Trời, bắt đầu cùng xế chiều rồi các bạn. Sáng giờ mấy anh em mình cũng quần mấy mẫu ruộng á, mới bắt được một mớ chuột như vậy, cầm thêm mấy con ếch. Nói chung là ngày hôm nay cũng khá là thành công. Và bây giờ mấy anh em bắt đầu nướng chuột để thưởng thức cái thành quả mà mấy anh em mình đã đạt được trong ngày hôm nay. Và các bạn cũng biết rồi đó, chuột nướng như thế nào mấy đứa? Tuyệt vời mà trời luôn. Và tụi bay cũng biết rồi đó, tụi bay mượn đồ mắt tao đi trả, có tâm thấy ghê á. Ê Nhã. Gì? Bữa có thằng giả mạo nickname tao, nó đi cua gái tùm lum luôn mày. Ủa sao? Nó cua trúng chị tao luôn. Thằng nó gan lắm mà đó anh Thành. Nó đâu có biết là tao có chị đâu, rồi nó vô nick của tao nó cũng cua tao luôn. Gớ nghe anh Thành. Bởi gì? Anh là cái gì mà nó cua? Không biết luôn. Bê đê vậy? Để hình gái thôi cũng cua nữa. Mày cũng thừa biết rồi đó, tao chuyên nha, tao để avatar hình con gái không à. Không ngờ nó không biết nó cua tao, nó nói là em đồng ý không? Đồng ý gì mới được chứ. Còn có anh có đồng ý không? Cái tao cũng như cái tao cũng đồng ý luôn. Rồi sao nữa? Thì bởi vậy mới có chuyện kể cho mày nghe nè. Cô chị anh luôn anh Thành. Ừ. Nó dám cô chị mày là dữ lắm rồi đó. Đúng rồi đó các bạn, dạo gần đây có nhiều người giả mạo mấy anh em mình chơi Facebook nè, TikTok nè. Mà trong team mấy anh em mình không ai chơi TikTok nha các bạn. Chưa hết, còn giả mạo Facebook của mấy anh em mình để đi lừa tiền mấy bạn fan nữa chứ. Có fanpage với shop game mấy anh em mình để dưới phần mô tả, còn bao nhiêu là giả mạo hết. Còn bạn nào bị lừa nữa thì mấy anh em mình chịu nha, mấy anh em mình hướng dẫn hết rồi đó. Ê, tụi bay nướng chuột kiểu gì mà trắng phao à, coi chuột đâu nè. Ôi, của anh Hòa đúng không á. Sao thấy hấp dẫn không mày? Quá đã. Ngon quá đi ơi. Hết kìa. Chuột vàng ươm luôn. Chín hạnh cho mấy đứa. Rồi. Ăn đây ha. Thôi dài. Thôi mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Đùi hết nè. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Quá ngon các bạn ơi. Mời các bạn cái đùi hết nha. Đã này chứ, ngon hả? Ngon. Như vậy là mấy anh em mình đã thực hiện theo yêu cầu của các bạn rồi nha. Ra ngoài đồng trải nghiệm một ngày săn bắt chuột và mùa gặt lúa. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất của mấy anh em mình. Nhớ vào shop game Anh Ba Phải TV để ủng hộ mấy anh em mình nha. Mua ad Free Fire Liên Quân giá rẻ, tính chất lượng nha các bạn. Quay càng nhiều nó hũ càng cao nha. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Ăn hết đi. Ngon không? Ngon.